Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Với nhu cầu 100.000 việc làm trong ngành du lịch khách sạn vào năm 2015, hiện nay Singapore có rất nhiều trường cung cấp các khóa học về ngành quản trị du lịch và khách sạn. Các khóa học này đa dạng từ chứng chỉ cao đẳng đại học cho tới thạc sĩ. Du học Singapore chuyên ngành du lịch khách sạn, bạn sẽ được đi thực tập hưởng lương 6 tháng với mức lương dao động từ 800 đô đến 1.000 đô Sing một tháng tại các khách sạn từ 4 đến 5 sao. So với những nước khác về thời gian học và khả năng đi làm thêm, thì Singapore có điểm mạnh là chương trình học ngắn, chỉ trung bình 2 năm là sinh viên có thể hoàn tất đại học thay vì mất 3 đến 4 năm như các nước khác. Với ưu điểm thời gian học rút ngắn nên đã có nhiều bạn du học sinh nhận được bằng đại học khi chưa tròn 20 tuổi. Với học tập tốt, du học sinh có nhiều cơ hội làm việc tại Singapore. Bởi theo đánh giá của cơ quan giáo dục Singapore thì trong những năm tới, ngành quản trị du lịch và khách sạn, một trong những ngành hot tại Singapore, sẽ cần nguồn nhân lực có tay nghề trong ngành này. Mức lương khởi điểm của một du học sinh mới tốt nghiệp là từ 2.000 đến 2.500 đô Sing một tháng. Nếu xét về lâu dài thì du học Singapore có nhiều ưu điểm về học tập, thời gian và cơ hội làm việc. Nếu các bạn đam mê ngành quản trị du lịch và khách sạn, ẩm thực, v.v., bạn có thể lựa chọn các khóa học phù hợp tại Singapore tùy theo trình độ và nguyện vọng của các bạn. Để được tư vấn về chương trình học ngành du lịch khách sạn tại Singapore, hãy liên hệ với Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515 7271. Tân Đại Dương rất vui mừng thông báo đến các bạn học sinh về chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm 2014 này là khi đăng ký du học Singapore trường Nam Danh. Các bạn sẽ được giảm ngay 50% lệ phí đăng ký, trải nghiệm 2 ngày 1 đêm lưu trú tại khách sạn 5 sao ở Sentosa, tặng vé tham quan Universal Studio. Những ưu đãi trên chỉ được áp dụng cho tất cả các học sinh ghi danh vào tháng 6 năm 2014, cho tất cả các khóa học khai giảng vào tháng 7 và tháng 8 năm 2014, trừ chương trình tiếng Anh 2 tháng. Học bổng 2.000 đô Sing cho khóa học cao đẳng nâng cao chuyên ngành du lịch khách sạn. Học bổng 3.000 đô Sing cho khóa học thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Học bổng 2.000 đô Sing cho khóa học cao đẳng chuyên ngành quản lý hậu cần và chuỗi cung ứng. Học bổng 2.000 đô Sing cho khóa học cao đẳng nâng cao chuyên ngành quản lý hậu cần và chuỗi cung ứng. Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Nam Danh tại Việt Nam. Khi đăng ký du học Singapore tại Tân Đại Dương, các chuyên viên tư vấn sẽ hướng dẫn các bạn xin học bổng, tặng phí làm hồ sơ du học 5,9 triệu đồng, tặng phí đăng ký ký túc xá, tặng 100% phí dịch vụ dịch thuật hồ sơ, hướng dẫn các bước nhập học tại Singapore, miễn phí tìm nhà ở, bút ký túc xá, hỗ trợ học sinh trước khi du học, đang du học và sau khi du học. Ngành quản trị du lịch và khách sạn là một trong những ngành dễ tìm được công việc nhất. Các khách sạn hiện đại và các công ty du lịch luôn tìm kiếm các sinh viên có kỹ năng, kiến thức tổ chức sự kiện, kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong giao tiếp, kiến thức tổ chức sự kiện và trong công việc. Cơ hội làm việc trong môi trường hoành tráng, năng động tại các khách sạn đạt chuẩn quốc tế với giờ làm linh hoạt, thuận lợi, mức lương thưởng hấp dẫn, công việc ổn định và nhiều cơ hội thăng tiến, tiếp cận với cái mới và hiện đại. Ngành quản trị du lịch và khách sạn sẽ giúp bạn tiếp cận với lựa chọn đa dạng ngành nghề và dễ dàng kiếm việc nhất. Thành lập năm 2001, Học viện Quản lý Nam Danh với chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức và năng lực của sinh viên. Trường chuyên đào tạo về nhà hàng, khách sạn, du lịch, quản trị kinh doanh, xây dựng. Chất lượng giảng dạy và đạt uy tín của trường được Tổ chức Giáo dục tư Singapore công nhận bằng chứng chỉ SQC về lớp học chất lượng. Đặc biệt, Nam Danh là một trong số ít trường tư tại Singapore đạt chứng chỉ bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế EduTrust 4 năm. Trường Nam Danh cung cấp khóa du lịch khách sạn tốt nhất tại Singapore và trong khu vực với hệ thống các phòng học là quy mô hình của phòng lễ tân khách sạn, nhà hàng dành cho các hoạt động thực hành, chương trình thực tập hưởng lương tại các khách sạn từ 4 đến 5 sao với hơn 200 đối tác. Ngoài ra, học sinh sẽ được hỗ trợ sắp xếp thực tập bởi đội ngũ nhân viên chuyên môn tại trường. Chương trình học được chấp nhận bởi Hiệp hội của các trường đại học danh tiếng trên thế giới và được cấp bằng có giá trị quốc tế. Học tại trường Nam Danh, sinh viên được tiếp cận với các hệ thống khách sạn chất lượng hàng đầu thế giới, hệ thống ngân hàng và môi trường kinh doanh, đồng thời rất thuận tiện cho việc đi lại đến trường và ăn uống sau giờ học.
Hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty Tân Đại Dương để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771, hoặc có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, và có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Chị Quý Nhi thân mến, theo như Trúc Giang được biết thì trường OSAC International College có đào tạo ngành quản lý du lịch khách sạn và được tổ chức Excel cấp bằng. Và hiện tại thì Tân Đại Dương là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, thì chị có thể giới thiệu rõ hơn về tổ chức này ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của Trúc Giang. Thì Excel thuộc một phần của Pearson, là kinh doanh giáo dục lớn nhất thế giới và là chủ sở hữu của FT and Begin. Đây là đối tác với bằng cấp chứng nhận lớn nhất tại Anh, cung cấp chương trình học và bằng cấp nghề và các đợt kiểm tra cho các trường học doanh nghiệp tại Anh và quốc tế. Chứng nhận của Excel bao gồm QCF và BTEC từ cấp độ mở đầu cho đến cao đẳng nâng cao quốc gia, với danh sách hơn 1 triệu trường học và doanh nghiệp đăng ký được liên kết từ 45 quốc gia trên thế giới. Như vậy thì khi các bạn nộp đơn vào chương trình cao đẳng quản lý du lịch khách sạn, các bạn sẽ được học những môn nào thưa chị? Môn học thứ nhất là ngành công nghiệp du lịch khách sạn đương đại. Môn học này được thiết kế nhằm đáp ứng những vấn đề đương đại và cho phép người học phản ứng với các vấn đề ảnh hưởng đến ngành công nghiệp khách sạn trong thời điểm học. Môn thứ hai đó là quản lý phát triển. Môn học này thiết kế một loạt các nguyên tắc và thực tiễn về hành vi quản lý. Người học sau đó có thể áp dụng kiến thức này để tự đánh giá, kiểm tra tiềm năng của riêng họ như một người quản lý tương lai. Môn học thứ ba là dịch vụ khách hàng. Mục đích của môn học là giới thiệu học viên đến với các nguyên tắc và mục tiêu của dịch vụ khách hàng, nhằm tập trung vào hoạt động kinh doanh và dịch vụ, ví dụ như các loại hình thể thao và giải trí, du lịch khách sạn và đồ ăn uống. Môn học thứ tư là quản lý điều hành nhà hàng. Môn học này giới thiệu học viên đến với những khía cạnh thực hành của dịch vụ nhà hàng. Do tính chất của công việc thì người quản lý khách sạn cần phải có những kỹ năng thực hành cơ bản để có thể điều hành một cách hiệu quả hoạt động của nhà bếp lẫn trong nhà hàng. Môn học thứ năm là quản lý điều hành phân chia phòng. Môn học cung cấp cho học viên hiểu được tầm quan trọng và vai trò của tiếp tân là như dây thần kinh trung tâm của nối kết khách hàng với mạng lưới liên kết thông tin với các bộ phận khác. Và môn học thứ sáu là tài chính trong ngành công nghiệp du lịch khách sạn, quản lý điều hành du lịch khách sạn, quản lý hội nghị và phòng tiệc, quản lý nhân sự với các ngành công nghiệp dịch vụ. Chi tiết hơn thì các bạn hãy tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.